Mùa này đi kiếm bổi giờ khó quá anh em ơi. Nãy có con nó về cái này nè. Mình mở máy là nó về. Mình ấp mồi vô thì nó sạc qua sạc lại chứ nó không ra. Mùa này bổi chơi yếu quá. Kiếm con bổi mà giật mồi chơi khó quá. Cậu này cũng im quá trời. Về cây này nó rớt liền. Nó chịu về. Cuốn về anh em ơi.